Vâng, thưa quý vị, nhìn những hình ảnh này thì chắc chắn là quý vị sẽ biết chủ đề chuyện tối nay chúng ta sẽ nói về những đám cưới, những cuộc hôn nhân. Và chắc hẳn là quý vị đã từng đi dự rất nhiều những đám cưới của người thân, đồng nghiệp hoặc là những người chúng ta chỉ quen biết xã giao mà thôi. Nhưng không biết là quý vị nghĩ sao tới một đám cưới tuy là hoành tráng, có đủ cô dâu, chú rể cùng quan viên hay họ. Trong đám cưới thì cũng diễn ra đầy đủ các thủ tục cần thiết để chứng minh cho hạnh phúc của hai người yêu nhau. Nhưng sau đó bằng cách nào đó hoặc là chúng ta không biết rằng là đó thực sự chỉ là một đám cưới được dàn dựng ra mà thôi. Vâng, có lẽ là xưa nay khi mà nói đến dịch vụ cho thuê đám cưới thì chúng ta chỉ biết đến những dịch vụ thông thường, ví dụ như là cho thuê áo cưới này, xe cưới hay là thuê đội bê tráp. Còn cho thuê cả cô dâu chú rể như thế này thì quả thực là điều không tưởng. Ấy vậy mà điều tưởng chừng như phi lý này lại đang diễn ra khá rầm rộ và ngày càng chuyên nghiệp. Không chỉ cho thuê hai nhân vật chính là cô dâu chú rể mà tới cả họ hàng quan viên hay họ cho tới người đi ăn cỗ cũng đều có thể thuê. Vâng, liên quan tới dịch vụ này thì hiện nay có rất là nhiều những luồng ý kiến khác nhau. Có người thì phản đối cho rằng là làm đám cưới giả như thế là lừa dối người thân, bạn bè, hàng xóm, là không tôn trọng những người đến dự. Thế nhưng mà những người nhìn nhận một cách tích cực thì lại nghĩ rằng đây là những cái dịch vụ này thì là giúp đỡ cho chính người trong cuộc. Đó là một việc làm hết sức là nhân văn, giúp họ thoát khỏi những cái tình huống khó xử, thậm chí có những tình huống có thể khiến con người ta tìm tới những cái bi kịch nào đó. Vậy thì nên nhìn nhận câu chuyện này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một dịch vụ như vậy và nghe chia sẻ của chính người trong cuộc. Chỉ cần một thao tác tìm kiếm đơn giản trên mạng Internet, chúng ta đã nhận về kết quả là hàng loạt các trang web quảng cáo dịch vụ cho thuê chú rể, cho thuê họ hàng để làm đám cưới giả. Mức giá cho thuê chú rể trung bình là 2,5 triệu trên ngày, cho thuê bố mẹ họ hàng là 1,5 triệu trên người trên ngày. Các công ty này còn có các gói trọn gói cho thuê cả chú rể, họ hàng, xe hoa, bê cháp với mức dao động từ 50 đến 100 triệu đồng. Là một trong những đơn vị đầu tiên kinh doanh loại hình dịch vụ này, đại diện công ty Vinamos cho biết, sau 9 năm đã tổ chức được hơn 1.000 đám cưới giả ở khắp cả nước. Khách hàng tìm đến với công ty này đa phần là những cô gái lầm lỡ, chắt mang bầu và muốn hợp lý hóa bào thai trong bụng nên mong muốn được làm một đám cưới giả để đẹp mặt bản thân, gia đình và họ hàng. Thậm chí có những bậc làm cha làm mẹ cũng tự tìm đến dịch vụ này để đặt làm đám cưới giả cho con vì nhiều lý do khác nhau. Xin chào bạn, Vinamood thì được coi là một trong những công ty đầu tiên kinh doanh với loại hình mà cho thuê người với một số loại hình khá là nhạy cảm. Bạn có thể chia sẻ về những cái loại hình dịch vụ như vậy ở bên bạn đang tổ chức không? Công ty cổ phần Vinamood thì thành lập được 9 năm rồi. Đấy thì cung cấp các dịch vụ là coi như đặc chủng chưa từng có tại Việt Nam. Có thể kể đến những cái dịch vụ như là cho thuê bạn trai, bạn gái hay trước đây còn gọi là cho thuê người yêu. Dụ cho thuê chú rể để tổ chức đám cưới cho những cô gái trót lỡ có bầu. Đấy. Các dịch vụ như là tìm bạn đời cho doanh nhân, có câu lạc bộ để hoạt động. Và dịch vụ cắt đuôi gồ nhí là dịch vụ rất mới mà hiện nay xã hội đang rất quan tâm. Nhiều người thì rất quan tâm đến cái loại hình là cho thuê chú rể cũng như là cho thuê người yêu mà bên bạn đang tổ chức. Bạn có thể chia sẻ một chút về cái loại hình dịch vụ này không? Dịch vụ cho thuê người yêu thì đa phần là dành cho giới trẻ. Nó chỉ là một cái nhu cầu khá đơn giản thôi. Đấy là một bạn trai, một bạn gái chưa có người yêu, bị gia đình thúc giục. Đấy, và không cách nào khác là bạn ấy phải nhờ công ty mình là cung cấp cho một người bạn đóng vai trò là người yêu đến gia đình chơi hoặc đến một số cái diễn đàn, ví dụ như là một sinh nhật, hội họp hay là một cái buổi party nào đó. Về dịch vụ cho thuê chú rể thì đây là một cái lĩnh vực nó cũng rất là mới, tuy nhiên là mới về mặt truyền thông thôi, chứ còn thực ra xã hội thì trước nay tiềm ẩn thì nó cũng đã có rất nhiều người đã thực hiện cái việc đó mà không thông qua dịch vụ. Nó là cái nhu cầu có thực ở xã hội. Ví dụ như có những cô gái hiện nay họ có thể trót lỡ có bầu với một người đàn ông đã có vợ, hoặc hai người yêu nhau thường có bầu, tuy nhiên một trong hai bên gia đình cấm đoán, cho nên là họ buộc phải sử dụng dịch vụ của mình. Họ đến nhờ mình là hãy cho thuê chú rể hoặc cô dâu và toàn bộ gia đình thông gia để có thể tổ chức một đám cưới đơn giản, để cho họ cũng được lên xe hoa. Chỉ là hình thức thôi, tuy nhiên là họ sẽ giữ được cái thai trong bụng, không phải bỏ nó đi vô tội. Cái thứ hai là giữ cái uy tín cho gia đình mình. Bên mình sẽ tổ chức một đám cưới khá đơn giản, nó dao động từ 15 triệu cho đến 90 triệu một cái đám cưới. Như vậy mình sẽ cho thuê toàn bộ chú rể rồi toàn bộ gia đình để có thể tổ chức một đám cưới đầy đủ các cái công đoạn như từ ra mắt, dạm ngõ, ăn hỏi, cưới,
theo đúng phong tục Việt Nam. Đấy, và hai bên cũng sẽ quan hệ thông gia với nhau, mình sẽ đảm bảo trong vòng 10 năm sau khi cưới. Nghĩa là cưới xong mà gia đình nhà gái vẫn có những nhu cầu cần những nhân sự như chú rể hoặc là mẹ cho những cái dịp như là sinh đẻ hoặc là hiếu hỉ ma chay, thì bên mình có thể cung cấp người để mà hỗ trợ cho vấn đề ngoại giao như vậy. Thường là sau đám cưới thì các cô dâu sẽ nói sự thật với gia đình về cái việc làm của mình thông qua một công ty chuyên nghiệp để tổ chức một đám cưới như vậy. Một số trường hợp thì gia đình đã biết chuyện ngay từ đầu, và bố mẹ trực tiếp nhờ công ty luôn và tổ chức cho con mình luôn. Thường thì sau tất cả những đám cưới như vậy thì sau đó khoảng một thời gian khoảng 2-3 năm thì sẽ chia tay. Sẽ có một cái nội dung chia tay sẽ được thống nhất trước. Nó sẽ êm ái và nhẹ nhàng. Sau 9 năm thì đến thời điểm vừa rồi là mình thống kê là có 1.246 đám là chưa từng để cái sự việc gì đáng tiếc cả. Tuy nhiên nó có một số cái trường hợp, ví dụ như là trong đoàn nhà trai ấy, có người lại quen với lại đoàn nhà gái. Lúc đó thì theo kỹ năng được đào tạo thì nhân viên của mình sẽ là các bác các chú công tác nghỉ hưu ấy, thì sẽ trực tiếp là nói chuyện với cái người quen đó là vấn đề tế nhị. Và đương nhiên là trong câu chuyện này thì với cái mục đích tốt đẹp của cái đám cưới giả thì đương nhiên người quen sẽ ủng hộ. Đấy, thế thôi, đấy là có trường hợp như vậy. Thế còn chưa gặp phải có gì đáng tiếc cả. Bên cạnh cái ý nghĩa nhân đạo như bạn vừa chia sẻ thì cũng có nhiều người cho rằng thì ở cái loại hình dịch vụ này thì đang lừa dối những người khác. Quan điểm của bạn thế nào? Câu hỏi cũng rất hay. Thực ra thì trên góc độ làm dịch vụ ấy thì bên mình luôn luôn để ý các cái nhu cầu của khách hàng, là thứ nhất là có thật hay không, thứ hai là với cái mục đích là như thế nào, cái động cơ là như thế nào. Nếu thực sự cái động cơ đó nó vi phạm pháp luật hoặc đạo đức thì mình sẽ kiên quyết từ chối. Ví dụ như là mục đích tổ chức đám cưới là vì lừa gạt để lấy tiền của gia đình, vì gia đình có cái giao kèo là phải lập gia đình thì mới cho một cái tài sản nào đó, thì ở bên mình phân tích xong là bên mình sẽ từ chối khéo, mình sẽ không thực hiện. Vì nếu mà mình không có hệ thống phân tích mà cứ thế mình tổ chức chỉ nhìn vào giá trị hợp đồng thôi thì vô tình bên mình sẽ trở thành một cái công cụ để cho khách hàng lợi dụng để đạt được cái mục đích của mình, mà mục đích đó thực sự nó có thể không liên quan đến pháp luật nhưng nó liên quan đến cái văn hóa cũng như là cái đạo đức của khách hàng đối với gia đình, đặc biệt liên quan tiền bạc thì nó rất là nhạy cảm. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là dịch vụ cho thuê chú rể, thuê cô dâu hay thuê người yêu thì được xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của xã hội. Tuy nhiên thì dưới nhiều góc độ thì việc thuê người, thuê vợ, thuê chồng như thế này là việc làm không nên khuyến khích. Ít nhất là những người trong cuộc đã không dám đối diện được với thực tại. Hơn nữa thì các bên tham gia có thể họ cũng không lường trước được hết những cái hệ lụy của việc làm của mình. Và do đó chỉ nên coi đây là một cái lối thoát tức thời cho một vài những tình cảnh thực sự đặc biệt. Chứ chúng ta cũng không nên lạm dụng và cổ súy cho dịch vụ này.